Lý do tại sao nghĩ là chơi người 70? Tại sao vậy? Nó có vấn đề gì không thích mà lại muốn đẩy ở đây? Quay như cờ cờ. Quay với điều kiện ánh sáng này công nhận là thiếu sáng thiệt. Để mình bật đèn lên rồi đi vào vấn đề chính nha. Ok, đèn nó quay lại, ánh sáng nó quay lại với lại mọi người rồi ha. Mình biết là mình nhận được rất nhiều comment review con 1770 này rất là lâu rồi. Các bạn nào mà theo dõi kênh mình lâu cũng sẽ biết là lên 1770 á, Tamron 1770F2.8 á, đã xuất hiện trên kênh mình rất là lâu. Mình nhận được nhiều comment lắm luôn, các bạn kêu mình review con lens này đi. Thì đây là review mà các bạn có thể sẽ không thích. Tại vì á, thường á, mình không phải giống như kiểu mà những cái reviewer mà sử dụng review để quảng cáo hay là chỉ khai thác những điểm mạnh của nó. Thì nếu các bạn mà kỳ vọng muốn xem những cái nội dung như là khen con lens này trong điều kiện tốt nhất, nó sẽ ra chất lượng ảnh ra sao á, thì các bạn có thể coi những kênh khác. Mình biết là những clip đó rất là nhiều rồi. Việt Nam mình chắc cũng hơn mười mấy kênh á, nước ngoài thì cả trăm kênh review con Tamron 1770 rồi. Mà đang xét trên ngành Fujifilm X thôi nha, chưa nói tới những ngành Sony hay là làm những cái ngành khác. Thì để tóm gọn cho bạn, để đỡ tốn thời gian coi những nội dung review sau á, thì tóm lại nha, con lens này không thật sự ngon cho lắm. Và cái lúc review này á, là sau cái buổi hôm nay á, là Nghĩa bắt đầu sẽ đăng bán con Tamron 1770 này, chứ không có sử dụng con này nữa. Tại vì nó mắc hai cái loại chí mạng luôn. Tóm gọn nha, về mảng chụp á, thì 1770 này là con lens chụp rất là ngon. Nhưng về mặt quay phim, thật là phải khiến các bạn thất vọng thôi. Chứ con này trong điều kiện quay phim, dùng cho việc quay phim thật sự là không ngon. Mặc dù toàn bộ thông số của nó như mơ luôn các bạn. Tiêu cự từ 17-70, khẩu lớn 2.8 toàn giải luôn. Và có cả chống rung trên lens là một điều thật sự là nó 14-15 triệu và nó ngon hơn 16-15 của quay phim trên lý thuyết đúng không? Trời ơi, cần gì thêm nữa khi một con lens nó quá hoàn hảo như vậy. Nhưng mà thực tế khi sử dụng rồi á, chúng ta mới biết được cái vấn đề của lens nằm ở đâu. Hơi buồn ha. Mặc dù phải khiến các bạn thất vọng thôi chứ con lens này không ngon các bạn. Nhất là nhu cầu mà các bạn nào mà nhắm đến mua con này để quay phim á thì không nên. Nếu mà quay manual focus thì không phải vấn đề. Tại vì cái vấn đề con này gặp chủ yếu chính là cái auto focus của nó sẽ không ổn. Bạn có biết hôm nay á, cái sự tình lại của con lens này á, nó đã đổi giữa Tamron 1770 lấy 1545. Bây giờ là sẽ đổi 1545 này lấy Tamron 1770. Mượn 1545 chán rồi, xong giờ mượn 1770. Rồi, hôm nay Nghĩa ha, sẽ đổi 1545 này lấy 1770. À không, ngược lại chứ. Gì? Nghĩa đổi 1770 để lấy 1545 này xài. Lên của tôi hết mà. Lý do tại sao Nghĩa lại chơi 1770? Tại sao vậy? Nó có vấn đề gì không thích mà lại muốn mang đầy ở đây? Quay như cờ cờ. Quay như cờ cờ là do Trịnh chứ. Không, do nó. Nó bị gì? Ao nét. Tự nhiên ao nét là do máy thì sao? Không, XT4 thì sao? XT4 gánh 35 còng lưng. Mà gánh không nổi là... con 1770 là hiểu rồi. Gắn 35 không thì lấy nét bình thường đúng không? Không phải ao nét, mà là đang vẫn cái điểm lấy nét đó. Đang nét. Xong nó tự mất nét, xong nó lại lấy nét. Mặc dù không gì thay đổi hết hả? Người ta gọi đó là gì? Hunting. Hunting, hunting là không lấy nét được, nó sẽ mè một hồi ra, đúng không? Nó nhảy ra sau, ra trước ra sau rồi mới lấy nét được. Nhưng mà con này là nó đang nét. Nó nét bình thường, xong rồi nó mất, xóa lại nét. Lấy khác có bị không hay là chỉ mỗi lens này bị? 35 thỉnh thoảng bị, nhưng mà thiếu sáng. Với lại 35 vừa bị á, là mấy đi mới cú. Cú đi trong đâu ngoài đi ra. Review á. Review. Okay. Còn con này đi đi review chắc chắn bị rồi. Còn bữa rồi hôm qua đi cú phú là đi phú mặt, cái mặt phú ngay giữa nha. Chỉ đi lùi lại thôi mà bị. Vẫn nhẹo nét luôn. Em hỏi gì? Với lại màu con này xấu. Màu này xấu hả? Đúng rồi.
tức là màu giống như mình xài con Tamron, màu ở trên máy mình phải đẩy lên cộng 3, cộng 4 gì đó mới thấy được sự khác biệt, còn để không thì nó nhạt nhòa. Hiểu. Và trước khi các bạn nào mà phản bác comment, phản bác nội dung của mình á, thì mình xin đính chính luôn là cái trường hợp xảy ra với con 1770 này á, là xảy ra gần như là rất là nhiều người đã report chuyện đó rồi. Cái chuyện mà con Lem 1770 hunting hay là ao nét hay là không có nhảy nét đúng theo cái mục đích mình quay á, so với những con Lem khác cùng tầm á, rất là nhiều luôn. Bạn có thể hỏi gần như là bất kỳ các bạn chủ nào đã từng sử dụng con 1770 này cũng sẽ cùng có một cái nhận xét giống như vậy luôn. Và nếu các bạn nói là tại vì body kém hay là do firmware kiểu á, thì nói rõ luôn là cái con 1770 này được test phần lớn trên con XT4, Fujifilm XT4 Blackship nha. Firmware của body đã là mới nhất, firmware của lens cũng là mới nhất luôn rồi. Cho nên tất cả những cái vấn đề về mặt kỹ thuật hay là lỗi người dùng cái kiểu dẹp sang một bên. Và cái vấn đề thật sự á, nằm ở con lens này, không có ngon các bạn. Cứ hình dung một con lens đang quay phim, quay trong điều kiện ban ngày, quay ngoài trời, ánh sáng đầy đủ hết, không có vật chắn, không có gì hết, chỉ có một chủ thể duy nhất, một người, một cái chủ thể trong khung hình đúng không? Đang đi cua máy, nét đang rất là ngon, tự động nhảy sang ao nét, mất nét đi chỗ khác. Và cái việc hunting này xảy ra rất là phổ biến luôn, kể cả là những cái shot review, có nghĩa là quay từ những cái cột, những chỗ khuất, xong rồi review là chỗ rộng lấy view cảnh chính á, thì nó cũng bị nhảy nét nữa các bạn. Thường thường là nó sẽ lấy nét từ cái cảnh giống như là cái cột đúng không, xong bắt đầu sẽ kéo nét ngược ra và chuyển sang nét cái vùng chính và nó giữ cái nét đó luôn. Còn không, với con Tamron này á, nó lấy nét lại xong là nhảy nét ra chỗ khác, xong rồi nhảy nét ngược về lần nữa và khiến cho cảnh nó bị ao nét và bị giật nét, rất là khó chịu. Các bạn nào mà dựng phim, dựng video rồi các bạn sẽ biết là những cái suất như vậy không thể sử dụng được. Cho nên là cho nhu cầu quay phim á, mình không đánh giá cao con này tí nào. Cho dù cú máy quay có đẹp cỡ nào nhưng mà bị nhảy nét kiểu đó là nói không nha. Mình hoàn toàn không khuyến khích sử dụng con này cho việc quay phim. Ừ, và các bạn khó tin ha. Tại vì đứng từ góc độ mà một người muốn con mang một con lens xịn, ngon, bỏ rẻ thì chắc các bạn cũng sẽ muốn nhắm tới con này đúng không? Nhưng mà khi thực tế sử dụng rồi mới thấy nó có vấn đề như vậy. Không phải là mình làm clip nhắm chăm chăm vào việc để chê hay là cố tìm vạch lá, vạch lỗi để tìm lỗi để khen chê câu view gì đâu. Nhưng mà rõ ràng nó có vấn đề như vậy. Mà vấn đề chí mạng như vậy là không thể chấp nhận được trong show của mình nha. Cho nên sắp tới là sẽ đăng bán con lens 1770 này. Tiện thể luôn, các bạn nào có nhu cầu để có comment bên dưới thì mình sẽ bán con này với giá lens cũng khá là hấp dẫn, cũng khá là ngon á. Thì sắp tới có thể đổi lên, đổi lên là một con lens khác, có thể là lens hãng hoặc là 1850 thì mình cũng không đánh giá cao lắm. Cái đó mình sẽ thuê để review sau, chứ chưa có đánh giá thực tế được. Bạn có biết vấn đề của việc những cái clip review lens không? Là thường là họ thường mang những cái con lens đó trong điều kiện tốt nhất, hoàn hảo nhất, và thậm chí là quay 100 shot hoặc quay 10 shot á, thì lựa 6 cái shot hoàn hảo nhất, thể hiện hết điểm mạnh của lens ra. Có thể 4 shot bị ao nét hoặc nhảy nét, họ xóa đi, họ không sử dụng và không đề cập tới luôn. Nhưng mà cái này nè, thật sự thì mình bỏ tiền túi ra, tiền của mình mà, mình phải kiếm đồ ngon để quay cho khách hàng, để phục vụ cho nhu cầu của mình, đúng không? Chứ là không nịnh bất kỳ hãng nào hết. Thì khi mà đem nó vào sử dụng môi trường thực tế luôn, trong những điều kiện đủ sáng thiếu sáng, trong việc mà chạy show, chạy ngày job cái kiểu á, thì mới phát hiện ra là nó có vấn đề thì các bạn. Góc độ review này nè, không phải là từ hãng đối thủ hay là hãng gì trả tiền cho mình để khen chê đâu. Nhưng mà cái này từ góc độ người dùng, người dùng giống như mình với bạn vậy đó. Bỏ tiền ra, muốn có một con lens ngon nhưng mà nó có vấn đề, không thể phục vụ đáp ứng tốt được cái nhu cầu, cái sản phẩm cuối của mình được, thì mình phải làm clip chê thôi. Đáng tiếc là chỗ đó các bạn. Về khả năng chống rung á, thì hồi trước mình có cầm tay để vlog ngắn cỡ 30 giây á, thì mình thấy chống rung nó ok. Màu sắc cũng bị nghĩa chê là màu nó bị nhạt hơn so với những con lens khác ha. Màu sắc nhạt nè. Và cái thứ hai là cái việc mà lấy nét trong quay phim rất là ảo diệu, rất là kỳ lạ, rất là không ngon. Cho nên là các bạn nào đang có ý định mà lên con lens Tamron 1770 f2.8 này á, thì hãy cân nhắc một chút nha. Cân nhắc xem là có nên không, rồi nhu cầu của bạn là quay nhiều hơn hay chụp nhiều hơn. Trời, theo lý thì thông số con này phải rất là ngon trong quay phim đúng không? Nhưng mà không, không ngon một tí nào hết. Đó, nên cân nhắc nha. Tại vì con này mua mới mười mấy triệu cũng không phải là một con số rẻ gì đâu. Đó,
Tóm lại là mình không khuyến khích mua con Tamron 1770 này. Nếu các bạn chấp nhận được với những cái lỗi mà mình đã liệt kê ra và thấy ổn thì cứ mua đi ha. Nhưng mà thật sự thì nó cũng ổn thôi. Nếu như các bạn là người mua con lens này với nhu cầu là để xách đi du lịch, một con lens đa dụng không cần phải mang những lens khác á, thì con này ok. Với lại là cái tiêu cự của nó đó khá là dài ha, cho nên là các bạn nào mà cân gimbal á thì phải để ý là gimbal của mình có thể cân được với con lens này không ha. Nhớ để ý điều đó nha, nó khá là dài, khá là ảnh hưởng tới trọng lượng á. Cái này ngoài lề thôi chứ phải là khen chê gì. Cái khen chê chủ yếu nằm ở việc khả năng lấy nét của nó thật sự là không ổn vậy ha. Thật lý mình cũng không lạ lắm với việc mà cái khả năng lấy nét hơi kỳ kỳ của Tamron, sử dụng qua rất là nhiều con Tamron khác nhau rồi. Chỉ có điều là 1770 thì mình cũng đã kỳ vọng mà nó sẽ ngon, nhưng mà thực tế trải nghiệm trên gam X thì không thơm lắm nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Nếu xem clip này mà cảm thấy khó chịu, cảm thấy không hài lòng thì các bạn hãy kiện cáo đó liên quan tới hãng. Những cái review của mình xoay quanh chỉ là review cá nhân, review của người dùng, chứ không phải là mình cố tình ép nó hay là nói sai đặc điều gì nó về lens nha. Cái này thực tế là sử dụng luôn. Những cái sụt các bạn vừa coi là sụt quay thực tế bằng con 1770 luôn. Mình không có lý gì phải cố tình đặc điều ra lỗi gì hết á. Và cũng không phải bởi vì giá nó rẻ cho nên là cái lỗi đó chấp nhận được. Không nha, cái lỗi này mang đi cài dịch vụ thì hoàn toàn không chấp nhận được. Thế nha, cảm ơn các bạn đã xem clip này. Tao thấy thằng người rể công nhận là cũng hơi tiếc. Tại vì team của mình á nhắm đến nhu cầu của con lens này là quay chụp cân bằng luôn, là con lens đa dụng có thể dùng tốt trong việc quay, trong việc chụp thì nó cũng sẽ tiện hơn ha, đỡ đầu tư quá nhiều. Nhưng mà sau khi dùng thực tế thì con này sử dụng ổn ở việc chụp thôi, quay bị cái lỗi như thế thì không chấp nhận được đâu. Còn sắp tới á, nếu mà mình nếu mà team mình có nâng cấp lên một con lens zoom giống như vậy á thì có thể là 16-55 là ưu tiên cao hơn. 18-55 á thì 18-50 của Sigma á thì chắc là để review thôi hoặc là thuê thử thôi, chứ mình không đánh giá cao tiêu cự 18-50 lắm. Nó cứ lỡ cỡ làm sao nó không đủ tele, cũng không đủ rộng, có 18 mà khá là hẹp. Với lại Sigma đó giờ mình xài con lens zoom là cũng méo khá là nhiều á, nên là mình không đánh giá cao lắm. Tóm gọn lại, các bạn xem clip này của mình xong rồi thì việc lựa chọn cuối cùng vẫn ở các bạn mà. Còn mình xài xong thì thấy nó gặp vấn đề như vậy đó. Mình biết là nhiều các bạn mà xài 1770 cũng gặp vấn đề y chang à. Cứ comment bên dưới mình biết nha. Còn nếu mà không gặp vấn đề thì cũng comment bên dưới mình biết xem chị các bạn thế nào. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Sao không biết lại? Giỡn hoài, anh luôn để xe mà nên để cho đồ quay phim mà. Thấy chưa, ví dụ mà không có ý á, thì chắc không có nước uống luôn á. Hứng nội thì chịu. Hứng nội thì nhịn. À, không được hướng nội nữa. Giống như cái dĩa cơm nguội của Nghĩa. Dĩa cơm nguội đó hả? Có cái chế độ nào á mà nó giống như nó giảm cái đường ngậy. Đường A qua B. Xong nó đang nét A đó luôn. Đang nét A, xong đưa qua B, xong đưa về A. Xong nó không nét thằng nào hết. Để một hồi nó sẽ mới nét thằng A. Không nét thằng A. Hiểu. Thế thì tệ quá ta. Bữa anh đi chụp show mà. Cho nên là kiểu phải chụp nhanh. Đang 17, đang chụp bạn xong phải bật 70 chụp. Vô đó người, phải bật nhanh, bị. Xong muốn nhanh không nhanh được, phải chậm.